Rồi, mới chanh siêu cay. Đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Huyền có mì xăm giang nè cả nhà. Thì mì xăm giang trộn với tôm càng xăm nha cả nhà. Thì đây nè cả nhà, Huyền có cái dĩa muối ớt chanh nè cả nhà. Chút xíu nữa mình sẽ ăn tôm càng xăm này chấm với muối ớt chanh luôn nha. Bữa nay Huyền đơn giản nha, chỉ có một dĩa như vậy thôi. Mà bữa nay á cả nhà, bữa nay cái dĩa này nè, cả nhà đoán thử coi bao nhiêu tiền cả nhà. Rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Bữa nay cái dĩa mì trộn tôm càng xanh này cô Huyền chỉ có 25.000 thôi nha cả nhà. Hôm nay Huyền ăn chỉ có 25.000 thôi nha. 25.000 là cả nhà biết làm sao mà rẻ dữ vậy không? Thì Huyền ăn chỉ có một gói mì này có 25.000 thôi nha cả nhà. Còn cái tôm này nè, tôm này là tôm ở trong vuông tôm của nhà Huyền nuôi á cả nhà. Tôm này tôm nhà cho nên không có tốn tiền nha cả nhà. Không có tốn tiền nha cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Bữa nay Huyền ăn cái mì này nè cả nhà, Huyền không có sữa uống nha cả nhà, Huyền uống trà đá. Cả nhà có bất ngờ cái phần ăn của Huyền nó siêu rẻ không cả nhà? Tốn chỉ có 25.000 cái gói mì thôi. Công nhân. Cay tóc mồ hôi cả nhà. Mì này Huyền ăn hoài mà vẫn cay cả nhà, chưa quen. Huyền ăn cái mì này rất là nhiều lần mà Huyền vẫn chưa quen cái vị cay của nó cả nhà ơi. Cặp bữa nay không có sữa nữa, cay muốn ra nước mắt luôn. Cái này để lát mình ăn sao cả nhà ơi. Cái đầu gạch không nè cả nhà, để chút mình ăn sau nha cả nhà, để chút nó Huyền xuống clip Huyền ăn sau. Bữa nay ăn cái dĩa mì xăm giang với tôm càng xanh này siêu rẻ cả nhà, siêu rẻ luôn, có 25k. 25k là chỉ có tốn tiền cái gói mì 25k nha cả nhà. Chứ còn tôm này là tôm nhà, đâm ra là không có tốn tiền á cả nhà. Chứ nếu mà mua thì chắc bộn tiền à. Trời ơi, Huyền cay tới Huyền tót mồ hôi luôn nè cả nhà. Mà Huyền đang ngồi máy lạnh nữa mà Huyền tót mồ hôi luôn cả nhà ơi. Huyền mời cả nhà. Quên nữa. Chấm vào đây nè. Chấm vào cả nhà coi. Ồ. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Đó. Thank you.
Mỗi bữa Huyền ăn á, Huyền uống sữa á cả nhà, thì nó đỡ cay hơn á cả nhà. Bữa nay Huyền uống đá lạnh, không có sữa. Cay tốt mồ hôi luôn, cay muốn cay nước mắt chịu nổi cả nhà. Huyền cay huyền tốt mồ hôi. Còn hai ăn tôm Huyền mời cả nhà ăn tôm với Huyền luôn nha. Cái mì này nè cả nhà, ai mà không quen ăn cay á là không bao giờ ăn nổi đâu nha cả nhà. Ai mà không quen ăn cay là không bao giờ ăn nổi mì này nha cả nhà, siêu cay luôn. Mà mì này á, là chưa có nhân á nha cả nhà, mì mà nhân hai nữa là còn cay gấp đôi nữa nha cả nhà. Mì này là mì chưa có nhân á, cay quá trời luôn. Cái tôm này nè cả nhà, cái tôm này không phải là vợ chồng Huyền nuôi tôm này nha cả nhà. Vợ chồng Huyền nuôi là nuôi tôm thẻ với tôm sú, nhưng mà cái tôm này nè là nó ở trong cái ao cua của vợ chồng Huyền nuôi cả nhà. Ở trong cái ao cua thì bữa nay ông xã Huyền ông xả cái ao cua ra cả nhà, mới bắt được tôm này nha cả nhà, mới bắt được tôm này nè. Bắt được tôm này với bắt được rất là nhiều cá phi luôn á, cá phi cũng siêu to lắm cả nhà. Với ông xã Huyền á, ông bắt được á hai con cá chẽm mà mỗi một con 5 kg, hai con 10 kg luôn cả nhà. Mà ông xã Huyền ông thả trở lại ông nuôi rồi cả nhà, ông nói ông nuôi chừng nào được 10 kg rồi hả đem lên. Huyền nói sao không cho Huyền một con 5 kg để Huyền làm cà liếp. Ông xã Huyền ông nói thôi để lại nuôi. Trời ơi, Huyền cay tới đỏ mắt đỏ mặt đổ mồ hôi quá trời luôn đó nha. Ông xã Huyền ông nói để lại nuôi cho nó bự. Cho nó bự bắt lên cho nó đã. Rồi ông xã Huyền ông thả lại hai con này cả nhà. Tôm này là trong ao cua chứ không phải là trong cái, không phải Huyền nuôi tôm này, là cái ao cua á, nuôi ao cua á mà nó có tôm này nè cả nhà. Có không có nhiều, có được có ít rồi cả nhà ơi, không có nhiều cả nhà. Huyền cay quá trời, nói chuyện muốn nổi. Nhưng mà cả nhà nha,
Ừ, cái đậu tôm ngon quá cả nhà. Cái đậu tôm này cả nhà, quá trời cái đậu tôm này ngon à. Bữa nay Huyền không có sữa uống, đâm ra cay cỡ đó đó cả nhà, quá trời đổ mồ hôi luôn, uống trà đá năm xì nhê vậy. Rồi nó béo, nó ngọt mà nó béo. Còn cái thịt hồi nãy mình ăn á, nó rất là dai luôn cả nhà, nó dai ngon lắm. Còn ba cái đậu tôm này nè cả nhà, chút xíu nữa, chút xíu nó Huyền sẽ ăn nha cả nhà, không có bỏ nha, rất là ngon luôn á. Chút xíu nữa Huyền xong rồi Huyền ăn nha cả nhà. Thì bây giờ Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha. Cái mì này nó cay quá cả nhà ơi, cay bốc lửa, bởi vì có hình dấu nè, nó khè ra lửa nè cả nhà, cay xì khói bốc lửa luôn cả nhà. Mà Huyền ăn thường xuyên luôn mà Huyền vẫn chưa quen nữa cả nhà. Mỗi khi Huyền ăn cũng cay nhưng mà cái độ cay không có bằng bữa nay, là biết sao cả nhà, là Huyền có ly sữa. Hôm nay Huyền không có sữa, Huyền uống trà đá, bởi vì nó mới cay quá trời luôn cả nhà, cay tốt mồ hôi chịu nổi luôn. Mà trong khi Huyền đang ngồi máy lạnh á, Huyền đang ngồi máy lạnh mà Huyền đổ mồ hôi cỏ đó luôn cả nhà, nó cay mà nó tốt mồ hôi luôn. Bây giờ Như Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu quý kênh của Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà hãy đăng ký, like, share, ủng hộ Huyền nha cả nhà. Cả nhà nhớ nhấn vào cái chuông để nhận sớm nhất video của Huyền ra có thể nha cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video, Như Huyền bye bye.